Chiều nay em có lên cặp bò cái mẫu nái sinh sản đó anh chị ơi. Anh chị cần xa thích cặp bò mẫu nái sinh sản là 14 15 tháng tuổi này, cứ liên hệ em. Bò này đang lên giống đó anh chị ơi. Đó thì hai con bò giá là 40 triệu. Em bán tại chuồng. Anh chị cần xa thích hai con bò được hai bò cái mẫu nái sinh sản cứ liên hệ em, giá cả hợp lý. Đó chân cẳng đúng đó anh chị ơi. Đó thùng lớn nồn dài. Mẫu 3B đó anh chị ơi. Là 3B mẹ một sữa đá lai nha anh chị. Con kia là con kem xám. Đó, sánh bụng lên anh chị. Anh chị cần xa thích mấy con bò này cứ liên hệ em, giá cả cực kỳ hợp lý anh chị. Đó, hàng vip đó anh chị. Thì chân móng hoàn thiện, thùng lớn đòn dài đó anh chị. Đó thì con này cũng mét 2 hơn rồi nha anh chị. Đó thì tầm 10 tháng tuổi đó anh chị, uống vú đều, mặt to sấy mặt đó anh chị, sấy lưng đó, lông da bóng dần đó, qua cây đuôi qua đen thui đó. Thì anh chị cần xa thích hai con bò mẫu nái sinh sản thì cứ liên hệ em, giá bán là 40 triệu tại chuồng nha anh chị. Qua to đó anh chị, đồng lớn đồn dài. Thì anh chị biết rồi, dòng bao bê kem mình cái bao bê ra nước muối anh chị, đó giá cả hợp lý để cho anh chị về nuôi phát triển kinh tế.